Bây giờ là phải chọn gì? 22 nhé. Ok, 22. Buồn quá là kiếm được rồi. Đã vô luôn nè mọi người. Đây, tìm bạn chơi cùng nha. Mọi tìm cùng. Ok. Đây rồi. Đây rồi. Yeah. Đây là mấy thằng người chơi nha. Chú phải lấy xong rồi vô lại nhá. Làm tôi là cho tôi làm cái video này đấy. Đừng khoan đó, tôi chơi một cái video về play chung cái đồ đi. Sợ ổ bấm bấm chút nào mà cái là sao có được chút nào. Ok mọi người vô nè. Ok ok bye.
còn hai là chơi một đây ấy thật không là phải phải xong đi gì mới được. Sẽ chơi với mọi người. Bây giờ tới lượt khoa chơi đấy. Ok, ủa nó chơi sao vậy ông? Tao chưa chơi. Nó chỉ chưa. Hay đợi xíu. Ở vậy ơi, mày yếu vậy? Ơ mày hơi yếu nha mọi người. Nó thông cảm. Ấy ô vô. Khoai cho nó nè, để tôi chỉ cho. Đây là một cái đây là cái gì đúng không? Đây là ống khăn gì đúng không? Đúng rồi. Cái này giống như là than gì á. Than gì đó. Không nhớ đâu mọi người. Ok. Bây giờ là nó có thanh máu nha. Bây giờ phải bắn vô mấy cái con bắn này. Đây tôi tập chưa ve đi. Có nhiều. Rồi, ủa sao tôi dăng phía trước rồi ta? Nó rồi dăng phía trước là chết thôi. Ủa giờ vẫn chưa mở bắn. À, xong thì. Rồi, xong. Hey. Bây giờ phải bắn vô cái con này nè. Con mắt hả? Rồi, không. Hay là em nạp bớt cộng cứu đi. Bấm nút nào đi, bấm nào để hoàn thành. Ok, ở nào? Rồi. Cái bấm cộng cứu này. Quá hay luôn mọi người. Quá hay. Oh, no, 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 no
đây chỗ này. Chúng ta có cách này nè. Tôi sẽ lấy cái kim đập à, rồi đây đừng đưa đá đập đi cho nó không. Cái đó là phải ở trên một cái đường nào á mới được.